theo thời gian thì chúng ta cũng phải già, phải xấu đi. Và nếu như các bạn muốn chăm sóc cho cái làn da đẹp khỏe từ bên trong, hơn 10 tuổi xong rồi giấc ngủ chưa mà không có dao cắt xẻ gì trên tay ngay lập tức, không chờ gì nữa. Mọi người hãy cùng đến với Vi Thanh Mai, thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương. Và nhiều anh chị trong giới người ta chuyển miệng rất là hài lòng. Cảm ơn Vi Thanh Mai. Cảm ơn Vi Thanh Mai. Cảm ơn Vi Thanh Mai.